Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, dù chưa xuất hiện tại Lâm Đồng, nhưng dịch tả lợn châu Phi đang làm cho người chăn nuôi hết sức hoang mang. Làm thế nào để nhận biết và phòng chống được tình trạng này? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi trong chuyên mục kỳ này. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, đã có 18 tỉnh thành trong cả nước phát hiện dịch tả lợn châu Phi, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Điều này gây không ít hoang mang cho người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng cả nước. Ở tỉnh Lâm Đồng đến thời điểm này, xác định chưa phát hiện ổ dịch nào. Tuy nhiên, bà con nông dân cũng cần lưu ý đến các biểu hiện của dịch để kịp thời phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, tuyệt đối không giấu dịch. Cái triệu chứng ban đầu của lợn thì thời gian ủ bệnh của lợn nó bình quân là từ 3 đến 15 ngày. Và trường hợp ở những cái thể cấp tính thì khoảng 3 đến 5 ngày thì lợn nó sẽ chết. Và cái biểu hiện đầu tiên của lợn đó là nó sẽ sốt cao trên 40 độ. Và trong vòng 2 đến 3 ngày đầu thì lợn có biểu hiện là ủ rũ, biếng ăn, lười vận động, thường nằm chất đống với nhau. Một số cái con lợn thì nó có biểu hiện là cái vùng da ở một số như là vành tai, ở cẳng chân hoặc là ở đuôi hoặc là vùng da dưới lưng và bụng thì ở từ cái màu trắng nó chuyển sang màu đỏ. Ngay từ ban đầu, khi có thông tin xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền đến bà con chăn nuôi. Nhờ vậy, bà con chăn nuôi trên địa bàn luôn sẵn sàng chống dịch. Với nhiều biện pháp như phun diệt trùng khu chuồng trại, hạn chế người vào chuồng trại, ngăn côn trùng chuột bọ xuất hiện trong chuồng, tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh. Nãy giờ nó dịch châu Phi, nãy giờ nó dịch cả toàn cả nước như vậy. Bà con nông dân mình giờ rất là hoang mang, rất là nó sợ, riêng cô khổ nó sợ. Hiện giờ cô đã sút hết 3 kg rồi đó. Tôi biết chứ, mà tôi biết vậy nên tôi mới phải phòng chống đấy. Tôi phòng ngừa thôi, không có cho e vào chuồng trại nè. Đấy, suốt ngày đóng cửa vậy đấy, không có người mẹ không có vào được chuồng trại đó. Tự vì thấy người ta nói là nó cũng nây nan như vậy đấy, cũng phòng ngừa như vậy chứ. Theo ngành chức năng, do dịch bệnh có những tác động rất lớn đối với các đàn lợn và kinh tế người dân, nên cần triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát sớm dịch bệnh trên các đàn lợn. Tuy nhiên, hiện các địa phương cũng còn gặp một số khó khăn trong công tác tuyên truyền, phòng chống và xử lý khi dịch bệnh diễn ra. Cái cơ chế chính sách của nhà nước chúng tôi nghĩ rằng là đến với người dân và đến với chính quyền địa phương chúng tôi là hơi chậm. Đấy, chúng tôi mong muốn là cơ quan có cơ thẩm quyền ấy, là cố gắng là giúp đỡ chúng tôi về cái việc là công bố cái cơ chế chính sách. Khi chúng tôi phát hiện ra dịch, chúng tôi có thể là tuyên truyền cho người dân về các cái cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với công tác phòng chống dịch để chúng tôi tiêu hủy hoặc là dập dịch ngay tại chỗ. Được biết, dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh. Dịch tả lợn châu Phi đang gây hoang mang cho người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng. Vậy làm thế nào để có thể phòng chống được dịch tả lợn châu Phi và người tiêu dùng có nên hoang mang trước những thông tin thất thiệt về tình trạng dịch tả lợn châu Phi hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Nuôi trồng Thủy sản để cùng tìm hiểu vấn đề này. Vâng, thưa ông, hiện nay thì dịch tả lợn châu Phi đang hoàn thành ở các tỉnh phía Bắc và Lâm Đồng của chúng ta cũng đang tăng cường phòng chống dịch. Vậy thì đối với người dân cũng như là ngành thú y thì chúng ta làm thế nào để có thể phòng chống được dịch tả lợn châu Phi ạ? Dạ vâng, dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hết sức nguy hiểm đối với cái chăn nuôi heo. Đặc biệt là virus này gây bệnh đối với heo ở mọi lứa tuổi. Đối với cái dịch bệnh này là do không có vaccine phòng ngừa cũng như là điều trị, do đó là chúng ta cần phải áp dụng các cái biện pháp an toàn sinh học đối với chăn nuôi. Cụ thể như là người chăn nuôi cần phải lựa chọn con giống rõ nguồn gốc, rồi trong quá trình chăn nuôi thì phải hạn chế cái việc tham quan của cái người lạ, cũng như là thường xuyên khử trùng tiêu độc để hạn chế cái mầm bệnh. Cái khử trùng tiêu độc thì là phải thực hiện 2-3 lần trên tuần. Và đặc biệt các cái thuốc sát trùng nên sử dụng cái thuốc có cái phổ rộng để sát trùng được nhiều cái virus vi khuẩn đồng thời. Song song với đó thì cái việc mà
khử trùng tiêu độc phải được dọn sạch cơ chất, làm sạch cả cái trang thiết bị trước khi mình khử trùng để cái việc khử trùng có hiệu quả hơn. Chăn nuôi cũng phải thực hiện các cái biện pháp 5-0. Thứ nhất đó là không giấu dịch, khi có dịch phải khai báo ngay với cơ quan thú y địa phương để tổ chức kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Thứ hai là không mua bán, vận chuyển các cái gia súc ốm, gia súc mắc bệnh, gia súc chết. Cái thứ ba là không giết mổ, tiêu thụ các cái sản phẩm gia súc mắc bệnh và nghi là dịch tả châu Phi. Cái thứ tư, cái hết sức quan trọng đó là không vứt xác ra môi trường. Như là trình bày ở trên thì virus sống ở trong môi trường rất lâu và có thể lây lan dịch bệnh hết sức nguy hiểm. Và cái cuối cùng đó là không sử dụng các cái thức ăn thừa của các cái trang trại bị bệnh hoặc là của các nhà hàng, nên phải qua các cái khâu xử lý nhiệt mới đưa vào sử dụng cho chăn nuôi. Ngành thú y thì trước cái diễn biến tình hình dịch bệnh vậy thì cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền đến với người dân, tuyên truyền về tác hại, về cách phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chính sách của nhà nước khi hỗ trợ dịch bệnh để người dân hợp tác. Bên cạnh đó, về cái chế tài nhà nước thì vừa qua Sở Nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập hai cái chốt kiểm dịch tạm thời ở hai cái đầu tỉnh là Long Lanh và ở Rông Nô để ngăn chặn cái lượng heo vào tỉnh, cũng như là tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ của Phòng Tài nguyên Môi trường của Trung tâm Nông nghiệp cấp huyện để phối hợp với các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông tăng cường cái công tác kiểm soát vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển phân gia súc gia cầm nhập tỉnh để nhằm hạn chế cái lây lan dịch bệnh, dây lan dịch bệnh qua con đường vận chuyển. Vâng thưa ông, như vậy thì đối với người dân thì khi mà phát hiện có tình trạng dịch bệnh xảy ra thì người dân nên làm gì ạ? Đối với người chăn nuôi thì chúng tôi đã khuyến cáo khi phát hiện có các cái biểu hiện heo có các biểu hiện cũng như là heo mà bị chết bất thường thì cần phải khai báo ngay cho cơ quan thú y địa phương để tiến hành lấy mẫu và xác định bệnh. Thì trong thời gian vừa qua, chỉ dưới sự chỉ đạo Sở Nông nghiệp thì chúng tôi đã tiến hành lấy 16 mẫu ở hai địa phương Đà Tẻ và Đức Trọng, thì kết quả xét nghiệm thì đều âm tính. Hiện nay thì người tiêu dùng đang rất là hoang mang về tình trạng dịch tả lợn châu Phi ở trên heo và có nhiều thông tin thì kêu gọi là người tiêu dùng tẩy chay các sản phẩm từ heo. Như vậy thì cái tình trạng dịch tả lợn châu Phi này nó có lây lan trên người hay không, và chúng ta có cần thiết phải tẩy chay các sản phẩm từ heo ở thời điểm này không ạ? Vâng, như tôi đã trình bày ở trên, virus dịch tả heo châu Phi hết sức nguy hiểm, nó là gây bệnh trên mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế, của Bộ Nông nghiệp và Tổ chức Y tế Thế giới IOE cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới thì virus dịch tả châu Phi không lây sang người. Do đó, người dân nên an tâm với cái việc tiêu thụ sản phẩm thịt heo, đặc biệt là các cái thịt mà đã được cái cơ quan thú y kiểm tra, kiểm soát giết mổ. Không nên mua bán, sử dụng những cái thịt mà buôn bán ở những cái nơi không đảm bảo hoặc là chưa qua kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y các cấp. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Với những thông tin vừa rồi, hy vọng rằng bà con nông dân đã có thể có thêm được những kiến thức để chúng ta có thể quản lý tốt và phòng chống được tình trạng dịch tả lợn châu Phi hiện nay, cũng như là người tiêu dùng hãy an tâm khi sử dụng những sản phẩm thịt heo sạch có nguồn gốc rõ ràng. Thưa bà con và các bạn, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì nhiều người chăn nuôi heo vẫn có thể đứng vững với cách chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng đệm lót, nền đan để chăn nuôi heo. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi một số kinh nghiệm nuôi heo an toàn, hạn chế dịch bệnh của một nông dân tại thành phố Bảo Lộc. Chục năm nay, trước những biến động của thị trường chăn nuôi heo lên xuống thất thường hay thất thu vì dịch bệnh, thì trang trại heo hơn 1.000 con này của nhà nông Phạm Văn Uy ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc vẫn luôn đứng vững. Chăn nuôi heo từ năm 2006 cũng phải qua thời bị dịch bệnh làm chết cả đàn. Ông Phạm Văn Uy quyết định phải thay đổi cách làm, kết hợp giữa phương thức nuôi heo trên đệm lót sinh học và băng chuyền vận tải chất thải ở nước ngoài. Ông đã xây dựng khu chuồng đan dễ dàng thoát chất thải với đệm lót sinh học phía dưới. Cách làm này có rất nhiều ưu điểm. Cái sức khỏe ngăn ngừa bệnh tật ở trên cái vật nuôi thì hoàn toàn phải dựa vào vaccine.
Và ở đây thì cái đối với những người chăn nuôi thì cũng đã phải biết rằng cái loại vaccine nào mà cái độ tin cậy nó cao nhất. Cái quan trọng nhất là phải chích hai liều. Chứ đừng có chủ quan mà chích một liều thì liều lặp lại đó, cái thứ nhất là nó tăng cường cái đáp ứng miễn dịch. Cái thứ hai là nó bảo đảm cho cái việc mà cái liều thứ nhất của anh chích nó chưa. Thay vì lớp đệm lót trải trực tiếp xuống sàn bị nén lại và phải thay đổi sau một thời gian sử dụng, thì lớp đệm lót phía dưới tấm đan mà nhà nông này áp dụng lại có thể tái sử dụng liên tục. Cứ sau khi xuất đi một lứa heo, ông lại cho nghỉ chuồng một tháng, phun chế phẩm sinh học để tái tạo lớp đệm lót và tiếp tục nuôi heo. Theo ông, từ khi chuyển qua chăn nuôi theo phương thức này đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nếu như trước đây phải phun thuốc sát trùng thường xuyên, thì hiện trang trại này hoàn toàn không sử dụng thuốc sát trùng, vì theo ông, nó sẽ phá vỡ cân bằng sinh học. Ông chỉ phun men, giữ chuồng trại sạch sẽ và sử dụng thức ăn từ các loại cám bắp ủ trộn với men sinh học giúp tăng đề kháng cho heo. Toàn bộ nguyên liệu làm thức ăn cho trang trại được ông lựa chọn cẩn thận, ủ men 5 ngày mới mang ra cho heo sử dụng và đảm bảo tiêu chí an toàn 3-0, không kháng sinh, không chất tạo nạc, không chất kích thích tăng trưởng. Để làm được điều này, khâu phòng bệnh ban đầu luôn được ông chú trọng. Tôi nuôi ở trên cái này ấy, thì cái thứ nhất là gì? Nó có một cái độ thông thoáng gần như là rất là thông thoáng. Nó bằng chứng là chúng ta đang đứng ở trong một cái môi trường là heo nuôi kín. Thế nhưng mà cái nhiệt độ nó cũng không có áp lực lắm. Rồi cái thứ hai, nó không có cái diện tích nuôi ấy, nó sẽ sử dụng nó được lớn hơn là trên cái chuồng này. Và cái cuối cùng là gì? Con heo được nuôi ở trong một cái môi trường mà thông thoáng, khô ráo thì cái sức khỏe của nó sẽ tốt hơn những con heo nuôi ở trên cái nền. Vaccine đầy đủ, chuồng trại sạch sẽ luôn được xử lý bằng chế phẩm sinh học. Đàn heo hầu như không xuất hiện dịch bệnh. Bốn trang trại heo thịt này của nhà nông Phạm Văn Uy luôn được duy trì quanh năm và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá luôn tốt hơn thị trường từ 5 đến 7 ngàn. Không chỉ vậy, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm chuồng trại, kinh nghiệm phối trộn và ủ thức ăn, phòng ngừa dịch bệnh cho bà con chăn nuôi trong toàn tỉnh. Hiện ông đang là chủ nhiệm câu lạc bộ chăn nuôi của thành phố Bảo Lộc, hoạt động với tiêu chí chăn nuôi an toàn sinh học, tuân theo quy cách phòng bệnh đảm bảo 3-0 trong chăn nuôi. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.